Dù vậy là một mùa, mùa sau này cũng đã bắt đầu. Đây là lần đầu tiên mà hai đội bóng chạm trán với nhau. Rồi bóng chút xa, bóng vượt xa ngang.
trong tình huống không có gì nguy hiểm dành cho thủ thành Van der Sar. Tuy nhiên thì sẽ có phạt góc cho cao thủ Alaphat với tình huống mà thủ thành bóng lên cỏ hai người đội trưởng. Tài lát nguy hiểm vào rồi, tỷ số rút ngắn còn 3-4 cho cao thủ Alaphat và đó là cú đúp. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.